À, dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú. À, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Thì hôm nay con cũng ở vườn bonsai của anh Bình hay quý cô chú. À, một số đồ gốm, đồ gỗ, đồ đồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú trong clip hôm nay. Rất mong quý cô chú xem và yêu thích ủng hộ cho anh ha. Đó, cũng nhiều món độc đáo ha. Thì thôi mời quý cô chú sẽ cùng gặp anh Bình để mình giao lưu chi tiết. Rồi em Rồi, chào bác anh sĩ Bình Thanh ha. Bình, em mến chào tất cả các bà con ạ. Hôm nay em sẽ giao lưu tiếp tục với bà con một cái gồm có một cái tủ bàn thờ là thờ ông thần tạng thổ địa nha bà con. Dạ, Với tủ. một số đôn và đồ gốm với một cái chòa nha, với được cái đỉnh đồng cái mà sông trầm đầm đồng ha. Đó, số điện thoại giao lưu em là 0939 442212, em ở khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đã số có Zalo và còn kết bạn, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết xem thêm để cho mình dễ chốt hàng nha bà con. Dạ rồi. Đó. Đây là mã số 1 1A đây. Rồi Đó. một A nè. 1A là một cái tủ thờ ông thần tài ông địa nha bà con. Tủ Dạ. này khá lớn nha. Tủ lớn anh ha, Đó, tủ tủ này to lắm lớn, luôn chất chứ. liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con. Hàng này khoảng 20 mấy năm rồi nha. Đó, em đo cái thông số chiều cao trước nha. Cái chiều cao vị trí này là 120. À, còn cái chiều dài, vị trí này là 110 nha bà con. Dạ, Đó, 1m1. 1m1 nha. Rồi cái chiều sâu vô cái mặt bàn này luôn là khoảng 57 nha, 57 nha bà con. Đó, Dạ rồi. hàng ốc thì ốc đỏ rất là đẹp luôn nha. Hàng này cũng khá cũ rồi mà ốc nó cũng đã xuống vàng vàng tí nha bà con. Hàng này thì khi đi thì em bao ship toàn quốc nha bà con. Toàn Đó, quốc luôn anh ha. đúng đúng Đó. rồi, em bao ship toàn quốc. Cái này mình trưng mà mình để cho mình thờ ông thần tài ông thổ địa nha. Dạ, Cái này để rất là em lớn rộng nha bà con. hoành tráng luôn. Dạ. Đó, Xung khảm quanh này thì trận mặt trước hoa nha. nè. Đúng rồi. Đây những cái đường ốc khảm rất là tơ tóc luôn. Đó, này là hoa ha. Wow. Tích hoa hồng nha bà con, này những cành hoa hồng nha. Đó, ở dưới thì sen. Đó. Mình cho hai ông thần tài thổ địa vô đây là ấm cúng luôn anh Dạ ha, đúng rồi, cho đúng rồi. rất Rất là là ấm lớn luôn. cúng nguyên một cái ngôi nhà vậy đâu quý cô chú ha. Dạ. Rồi em đo cái dìm từ đây xuống đây nha. Dạ. Đây xuống đây là khoảng 40 nha bà con. Đó. Dạ rồi. Còn cái chiều ngang chỗ này là khoảng 60. Đó. Đó. Đố này thì dày khoảng 3 phân ngoài nha. Đố này khoảng 3 phân, trên 3 phân nha, 3 phân ngoài ha. Còn chân vị trí này là khoảng 9. Đó, chân Dạ. 9. Rất là dày. Rồi. Này rất là dày dặn. Cái này là Dạ hai dạ. khớp nha, Hai một khớp khớp ha. chân. Đó, một tủ trên. Đó mình di chuyển rất là dễ, mình đi thì mình lắp ráp lại nha. Rồi. Đó. Bà con xem kỹ giùm em ha, mặt trên mặt dưới. Đó. Chất liệu là gỗ gõ đỏ nha bà con. Đó, hàng gỗ gõ đỏ nha. Đó. Cái này em báo giá bao ship toàn quốc luôn là giá 25 triệu nha. Em bao ship toàn quốc nha. 25 Đó. triệu anh Dạ ha. đúng rồi, hàng Rồi. ốc khảm rất là đẹp luôn. Dạ, chi tiết hơn thì quý cô chú cứ gọi cho Rồi anh có Bình gì giúp bà con nha. con cần À, tại vì chi tiết thêm nữa thì gọi cho những em, cái kết này bạn Zalo, em sẽ chụp hình gửi ảnh thêm. nhiều chi tiết lắm quý cô chú. Dạ. Còn mã số 2 2BA tiếp tục là một cặp đôn nha bà con, chất liệu cũng gỗ gõ đỏ luôn. Hàng này cũng Dạ. khá cũ rồi nha. Màu theo thời gian nó xuống màu nha bà con. 80, đôn này cao 80. Ngang chiều ngang gì là 30 nha bà con ha, cái mặt là 30 nha. Rồi, Đó, 80. đôn này nó đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp, nó Dạ. rất là chắc chắn nha, và nó nặng nha bà con, rất là chắc chắn nha. Đó, Không cẩn ốc không dễ cho này anh ha, không, chỉ đôn lộng này không cần cây ốc thôi. luôn. Này mình có thể mình trưng bày những bình hoa hoặc là những cái bình hút lộc, Dạ. hoặc là trưng bày kiển cũng được. Cây bonsai cũng được ha. Dạ đúng rồi. Đó. Mã số 2 này thì một cặp này em giao lưu với bà con là giá chỉ 3 triệu 400 ngàn. 3 Đó. triệu 400 ngàn Đây nha. đố này khoảng 4 vuông nha bà con. Đố 4 vuông. Đó, đúng rồi, đủ bóng vuông. Ở dưới đây còn có một cái kệ mình có thể để thêm đồ dưới được. Chung là Đó. làm rất đẹp quý cô chú. Dạ, cái này nó tuy nó đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là đẹp nha. Dạ. Cái này là tỉa đục rất là Chung đẹp nha. mấy cây bonsai dán đổ trong nhà cũng đẹp anh ha. Dạ Khi đúng Tết rồi. tới mình Dạ chung dạ, mấy cái này cây thì đẹp lắm quý cô cây chú. cảnh hoặc là những cái bình gốm rất đẹp. Rồi một cặp Dạ. này 3 triệu tư nha bà con, em bao ship toàn quốc mã 2A nha. Quý cô chú chưng Rồi, mấy cây tiếp. mai vàng Tết mà dán đổ là hết sảy luôn. Dạ. Tiếp tục mã 3A là cũng một cặp đôn luôn. Rồi, Đó, đủ hàng luôn. này thì hàng cũng gỗ gõ đỏ luôn. Dạ. Đó, đục chạm rất đẹp luôn. Đây là những cái bông hoa mai nha. Rồi. Đó, đục chạm hàng hoa nhìn rất là nó mà có nét nha bà con. Đôn hoa mai năm cánh luôn luôn Dạ chứ. đúng rồi. Đây ngang mặt đôn là 35 nha. Cao khoảng 70 75 hay 72 nha bà con. Rồi. Đó. Mặt giữa là mặt đá ha, đá dân mây của Tàu nha. Hàng này cũng khá đẹp nhưng mà cũng cũng khá cũ rồi, chất liệu gỗ gõ đỏ. Cặp này thêm giao lưu bà con giá chỉ 5 triệu ba thôi. Đó, cái đố chân
đấu chân này cũng 4 vuông đó nha bà con. Đó, hàng này làm rất là sắc nét, đó, rất là đẹp luôn. Đó, bà con mình xem ha, mặt dưới đây ha, cái này khi đi thì em cũng sẽ vệ sinh sạch sẽ cho mình đó, để cho mình ra chỉ sử dụng thôi, không cần phải làm gì thêm nữa đó. Rồi 5.300.000 em bao ship toàn quốc đó bà con. 53 chú. Đúng rồi, tiếp tục cái mã số 4. 4A. Đây em có một cái chum nha bà con. Chum. Đó, chum này cũng như thủy tộc vậy ha. Cái hàng này cũng khá là lớn nha bà con. Màu men nước men da lu nhìn rất là đẹp này, hàng nó cũng khá cũ rồi. Khoảng 20 ngoài năm trở lên rồi nha bà con. 20 mấy năm nha. Miệng là 18. Cái quai nhiều quai vậy đó anh hả? Dạ đúng rồi, cái mẫu nó nhiều quai nhìn nó đẹp. À, cái cổ là 51 nha bà con. Chiều cao là nó 60 rồi. Chiều cao là em đo theo ôm theo cái bình này nha bà con, là 60. Đó, cái chum thủy tộc này thì em giao lưu với bà con là giá chỉ có 2.800.000. Đó, em bao ship toàn quốc ha. Rồi, cái chum thủy tộc ha anh. Đúng rồi, cái này rất là đẹp luôn, cái này tôm cá cua nó đầy đủ hết luôn. Thủy tộc trên bờ gì cũng có luôn. Đó. Rồng luôn rồi nó ha. Dạ. Đầy đủ luôn. Đây. Chôn đáy đây, nhìn cái hàng này nó rất là già nha, chôn đáy khá già dặn rồi. Đó, cái chum này thì em giao lưu bà con giá chỉ 2.800.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Dạ. Đây là mã số 5 nha. 2.800.000 của chú ơi. Mã số 4A. Số 4A. Rồi. Rồi, đổi giúp em luôn. Mã số 5A. À, em có một cái trò nha bà con. Đó, cái này gọi là cái trò nha. Cái trò này mình để trên bàn thờ mình trưng bày trái cây hay gì đó. Dạ. Đó. Cái này rất là đẹp luôn. Thường thường nó đi bộ với tam sơn rồi đó bà con. Đó, trò này nè, trên bàn thờ mình đó, trên bàn thờ gia tiên mình phải có ha. 42 là chiều cao luôn nha bà con. Rồi. Đó, em đo ngang như gì thôi, tập khoảng 28. Đây, cái đĩa này là khoảng 35 nha. Đó, cái đĩa này 35. Đây, được khảm cái mặt sau này rất là đẹp, mặt dưới này ha. Đó, rất là tơ tóc luôn. Đây, mặt trên chất liệu là gỗ gõ đỏ nha. Đó, cái trò này thì em giao lưu bà con, cái này khoảng giá là khoảng 6.300.000 nha bà con. Em bao ship toàn quốc nha, 6.300.000. Đó, chất liệu là gỗ gõ. Ốc thì ốc màu khá đẹp này, cận ốc nhiều nha. Được. Này khá là nhiều ốc. Cái chân nó là chân là đầu gồng nha bà con. Đó. Chân là đầu gồng ha, cây này mai quá gồng ha bà con. Đó, ở đây là mai ha. Này ba cây mai quá gồng nha. Khá đẹp luôn. 6.300.000 em bao ship toàn quốc nha. Rồi, đợi. 6.300 ha. Mã số 6. Số 6 em có một cái sông trầm nha bà con. Đó, sông trầm ban hạt ha. Cổng cái sông trầm này, cái quai là hai con rồng nha. Khá đẹp luôn. Đó, hàng này cũng khá cũ rồi. Này là những cái đồ của Trung Quốc qua dòng thời cũng lâu lâu ha. Để trước mình ha. Ngang gì là 29 nha. Em đo cái quai dính luôn cái bụng này là khoảng 56. Này nhỏ hơn khoảng 4 mấy nha bà con. Đó, ở dưới thì ba con hạt cổng cái sông trầm. Đó, nhìn rất là có đẹp nha. Đó. Đây. Cái này cũng khá nặng nha. 5 kg anh ha. 5 kg, cái này 5 kg. Cái sông trầm này thì mã số 6 này em giao lưu bà con giá chỉ là 3.800.000. Đó, cái sông trầm nha. Em bao ship toàn quốc nha bà con. À, hai mấy con hạt cổng, 3 con này, 3 con hạt cổng. Dạ, hai cái quai là hai con rồng nha, quay ra. Đó. Mình xem nha. Rồi. Đây, nắp nó. Ở trong thì nó không có ba vớ gì nhiều nha bà con. Đó, rất là ít ba vớ ha. Đó, khá là sạch sẽ. Rồi, cái này thì em giao lưu bà con là 3.800.000, em bao ship toàn quốc. Đó, mẫu này, mã này cũng là cuối clip nha bà con, sản phẩm này nha. Đó, thì cứ một clip em sẽ lên 7-8 sản phẩm, 6-7 sản phẩm gì đó để cho bà con mình vừa chiêm ngưỡng hoặc là mình giao lưu luôn nha. Rồi, cuối clip Thanh Bình cũng xin chào, thì chân cảm ơn bà con. Bà con xem kênh thấy hay, like, chia sẻ ha, đăng ký trên kênh Lục Tỉnh Miền Tây ha, em chân thành cảm ơn ạ. Dạ rồi, con cũng kết thúc đây ha, chú yêu mến đam mê sưu tầm, xin mời gặp anh Bình ha, để mình trao đổi nhiều hơn. Ảnh có rất là nhiều món để cho mình giao lưu đó với cô chú. Con xin cảm ơn quý cô chú và hẹn gặp lại quý cô chú trong những clip tiếp theo.